Những cơn gió tại thành Manchester đã đổi chiều. Trong 6 trận gần nhất, Man City không thắng nổi một trận. Và đến trận đấu gặp Liverpool là trận thứ 7, trong khi Man United không biết đến thua là gì trong cùng thời gian. Trước đây chúng ta có định luật thành Man, cứ tưởng là trêu cho vui, nhưng hóa ra lại thành thật, ít nhất là trong vòng đấu này. Hãy mở đầu với hình ảnh Pep cào đến rách cả mặt trong cơn mất kiểm soát. Và ở trận đấu này, Pep đã không thể giấu nổi sự mất bình tĩnh đó khi giơ 6 ngón tay đếm cúp. Manchester City, Pep Guardiola có lẽ đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, nhưng không ai trong số chúng ta có thể ngờ rằng giới hạn này lại được thử thách ngay tại Anfield trong trận đấu mà Manchester City nhận thất bại thứ 7 liên tiếp. Trận thua này có lẽ là cú sốc mạnh mẽ nhất, không chỉ đối với người hâm mộ mà còn cả chính Pep, người từng được xem là thiên tài, là chiến lược gia vĩ đại của bóng đá thế giới. Mà giờ khi đứng trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ Liverpool, có lẽ Pep đã không ngờ rằng mình lại bị lên án ngay tại chảo lửa Anfield, nơi mà các đối thủ luôn khốn khổ, chứ chưa bao giờ là chính ông. Trong khi Liverpool nhảy múa trên sân với chiến thắng 2-0, Guardiola không thể không phản ứng với những tiếng hát "Mày sẽ bị sa thải sáng mai" vang lên từ khán đài sân Anfield, như một sự giễu cợt không hề nhẹ nhàng. Vậy là Pep với cái kiểu tự mãn, đúng hơn là tự tin quen thuộc, quay lại giơ 6 ngón tay như một lời nhắc nhở khéo léo về thành tích bề dày của mình, 6 chức vô địch Premier League. Chắc hẳn khi đó ông ta nghĩ mình đã có tất cả rồi, một cú sa thải hay không cũng không thể đánh mất cái mà mình đã đạt được. Nhưng sự mỉa mai trong khoảnh khắc đó là sự kết hợp giữa đau đớn và kiêu hãnh. Một lời nhắc về quá khứ oanh liệt, nhưng cũng là sự xác nhận rằng dù có đếm cúp thì hiện tại mọi thứ đang đi xuống trông thấy. Và tôi không thể không cảm thấy một chút thương xót cho Pep, không phải vì tôi đồng cảm với ông mà vì Pep đang phải đối mặt với những gì chưa bao giờ ông phải chịu đựng trong suốt những năm tháng để thành công trước đó. Guardiola, người vốn được biết đến với sự thông minh, lối chơi bóng đẹp mắt và những chiến thắng rực rỡ, giờ đang đứng giữa cơn bão chỉ trích. Manchester City, dưới sự dẫn dắt của ông, luôn được coi là một thế lực lớn. Nhưng giờ đây, đội bóng này đã xa lầy trong chuỗi thất bại dài dằng dặc, không còn là đội bóng của những chiến thắng dễ dàng nữa. Họ giờ như con tàu mất lái trong cơn bão, 4 trận thua liên tiếp. Điều này gần như chưa từng xảy ra dưới thời của Pep. Và đấy là lý do tôi nói rằng có một chút tiếc nuối trong câu chuyện của ông. Những người hâm mộ Liverpool, sau những năm tháng khổ sở trong bóng tối, giờ đây có thể thoải mái chế giễu người đã từng khiến họ cảm thấy bất lực, khi City luôn chiếm ưu thế và nắm quyền thống trị Premier League. Nhưng liệu có phải tất cả những đỉnh cao ấy là kết quả của sự bảo vệ quá mức? Khi mọi thứ bắt đầu đi sai, liệu Pep có thể nhận ra rằng ông không thể mãi dựa vào những thành công trong quá khứ? Trận thua này đã khiến Manchester City tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool đã lên đến 11 điểm. Thử nghĩ xem, một đội bóng từng là nỗi ác mộng của các đối thủ giờ đây lại phải đối mặt với viễn cảnh vắng bóng ở các giải đấu châu Âu, thậm chí là không thể bảo vệ được vị trí trong top 4. Đấy là một sự sụp đổ đầy thảm hại, không khác gì việc một người không thể ngừng nhìn vào những vết nứt ngày càng sâu của chiếc gương vỡ. Và đáng nói hơn, khi Liverpool hát vang những câu châm biếm, Pep lại không thể làm gì ngoài việc giơ 6 ngón tay như một lời khẳng định không mấy thuyết phục. Có thể Pep đã quá kiêu ngạo với những chiến thắng trước đây, có thể ông cảm thấy mình luôn đứng trên đỉnh cao, không ai có thể chạm đến. Nhưng có lẽ Guardiola chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, chính ông sẽ phải đối mặt với những cú tát đau đớn đến từ chính những đối thủ mà ông đã từng dạy cho họ những bài học trong bóng đá. Thật sự mà nói, tôi không muốn làm tổn thương cái hình ảnh ông là một thiên tài bóng đá, nhưng ai cũng biết rằng, đôi khi, những con người vĩ đại lại phải trả giá rất đắt cho sự ngạo mạn trong chiến thắng. Giờ đây trong cơn lốc xoáy ấy, khi mà các đối thủ đang cười trên nỗi đau của ông, Pep chỉ có thể cười trừ và chấp nhận thực tế. Nhưng thực sự, không ai có thể phủ nhận rằng, dưới sự chỉ đạo của ông, Manchester City đã có những ngày tháng huy hoàng. Vậy mà giờ đây, chúng ta phải chứng kiến cảnh đội bóng này đi dần đến bờ vực của sự sụp đổ. Vẫn là Pep, vẫn là những chiến thuật cũ kỹ, nhưng liệu ông có thể cứu vãn được tình thế này? Hay một lần nữa, những đội bóng như Liverpool sẽ tiếp tục dạy cho ông một bài học về sự kiêu ngạo. Manchester United dưới thời của Ruben Amorim giờ đã có một diện mạo hoàn toàn khác biệt, mà có lẽ sẽ khiến nhiều người từng chỉ trích câu lạc bộ phải nuốt lời. Đúng vậy, Man Khôn không chỉ là một câu chuyện về cách mà một đội bóng thể hiện sức mạnh qua lối chơi, mà còn là những con người đã được lột xác một cách ngoạn mục. Chúng ta sẽ không phải nhìn thấy cái đội hình một màu của Erik ten Hag nữa, mà là một Manchester United đầy sự biến hóa và đáng sợ hơn bao giờ hết. Điều đầu tiên cần nhắc đến đó là sự thay đổi trong phong cách chơi của Manchester United. Dưới sự dẫn dắt của Amorim, câu lạc bộ không chỉ chơi theo kiểu cầm bóng và chờ đợi cơ hội, mà thay vào đó, họ tấn công với tốc độ và sự đột biến. Rashford, người đã gặp vô vàn chỉ trích suốt mùa giải trước, giờ đây đã quay lại với phong độ đáng sợ. Cứ tưởng anh chàng này sẽ mãi là ông vua phòng thay đồ, chẳng bao giờ mang lại được điều gì ngoài những pha xử lý mờ nhạt. Nhưng dưới tay Amorim, Rashford đã ghi được 3 bàn trong 3 trận gần đây. Mặc dù còn rất nhiều tình huống vẫn khiến người ta phải cầm đầu kêu trời vì độ thiếu chuẩn xác của anh.
cảm giác như Rashford chỉ cần một cái đà tâm lý nhỏ thôi là có thể bùng nổ rồi. Tại sao lại có sự chuyển mình này? Bởi vì Rashford giờ đây không còn phải cắn răng làm việc giữa một hệ thống rườm rà và thiếu linh hoạt của Ten Hag. Amorim đã làm cho anh trở thành một vũ khí lợi hại trên hàng công, tận dụng đúng điểm mạnh, tốc độ và khả năng xé hàng thủ đối phương. Không cần phải cầm bóng quá lâu hay xử lý quá nhiều, chỉ cần những pha bứt tốc, Rashford đã tạo ra sự khác biệt. Nói thật lòng, nếu anh có thể hoàn thiện được những pha xử lý cuối, có lẽ anh đã ghi được hat-trick trong trận đấu với Everton rồi. Nhưng thôi, những bàn thắng đối với Rashford bây giờ là liều thuốc tinh thần và có lẽ anh sẽ trở lại với phong độ cao nhất. Điều đang nói tiếp theo chính là sự tỏa sáng của Joshua Zirkzee, một cầu thủ mà trước đây chỉ khiến người ta thắc mắc vì sao United lại bỏ tiền ra mua anh. Có nhớ lúc anh vừa gia nhập, có lẽ nhiều người đã lo sợ đây sẽ là một món hàng thừa thãi, không thể hòa nhập với lối chơi của United. Thế nhưng dưới thời của Amorim, Zirkzee bỗng nhiên trở thành một con quái vật thực sự trên hàng công. Hai bàn thắng trong trận đấu với Everton là minh chứng cho sự tiến bộ đáng kinh ngạc của anh. Zirkzee không còn là một cái bóng mờ nhạt như trước nữa, mà là một cầu thủ biết nhận thức được điểm mạnh của mình và tự tin vào bản thân. Dù có những pha xử lý hơi cẩu thả như trong trận đấu với Bodo Glimt, nhưng anh đã chứng minh rằng mình là một tiền đạo có thể đóng góp rất lớn cho Manchester United. Giờ đây, sự xuất hiện của Zirkzee không chỉ là bàn đạp cho Rashford mà còn là người liên kết các đợt tấn công của đội. Thế còn Bruno Fernandes thì sao? Trước đây, Bruno là hình mẫu của một số 10 truyền thống, chỉ biết lừa những đường truyền, rồi đứng nhìn đội bóng của mình chơi bóng. Nhưng Amorim đã thay đổi tất cả. Ông yêu cầu Bruno lùi sâu hơn, tham gia vào việc điều tiết trận đấu thay vì chỉ ngồi đó chờ đợi cơ hội. Và thật sự, cách mà Bruno đã thể hiện trong trận đấu với Everton là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh. Những pha kiến tạo của anh không chỉ đơn thuần là những đường truyền dài, mà là sự kiểm soát và nhịp điệu, tạo ra những đợt tấn công mượt mà và vô cùng hiệu quả. Bruno không chỉ là người tạo ra cơ hội cho đồng đội, mà còn là người định hình lối chơi của Manchester United, khiến cho mọi thứ trở nên mạch lạc và dễ dàng hơn. Còn một người nữa không thể không nhắc đến chính là Amad Diallo. Quá nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc tại sao Ten Hag không để anh thi đấu nhiều hơn khi mà Amad rõ ràng có khả năng. Và bây giờ dưới thời của Amorim, Amad không chỉ làm tốt trong vai trò tấn công mà còn tỏa sáng với những pha tranh chấp, điển hình là trận đấu với Everton. Thực sự không ai có thể hiểu nổi tại sao một cầu thủ có thể vừa rê bóng tốt, vừa tạt bóng xuất sắc lại không được đá chính. Amad đã chứng tỏ mình là một quân bài chiến lược quan trọng của United. Và nếu tiếp tục thể hiện phong độ này, anh sẽ không chỉ là một cầu thủ thay thế mà sẽ là một nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Amorim. Tóm lại, Manchester United dưới thời của Ruben Amorim không còn là một đội bóng có cái tên chỉ để chém gió nữa. Từng vị trí, từng cầu thủ đều đang phát huy tối đa khả năng của mình và tạo ra một tập thể mạnh mẽ đầy đột biến. Rashford trở lại, Zirkzee tái sinh, Bruno đã tìm lại chính mình. Còn Amad, anh thì đang làm người hâm mộ United suýt nữa nổi điên vì sự thiếu công nhận từ Ten Hag. Hãy cùng chờ xem liệu United có thể tiếp tục duy trì phong độ này và trở lại đỉnh cao như trước kia hay không. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng Man Khôn đang là cái tên khiến cả Premier League phải kiêng dè. Có thể, có lẽ hay chắc chắn, những cơn gió ở thành Manchester đã đổi chiều. Pep Guardiola không còn là người thống trị và Manchester City giờ đây đang phải đối mặt với một thử thách lớn hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ nào. Từ đỉnh cao của vinh quang, họ giờ đang vật lộn với những vết nứt không dễ gì hàn gắn. Trong khi đó, Manchester United dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim đang tìm lại được phong độ của mình và không ai có thể phủ nhận rằng Man Khôn đang từng bước trở thành một đội bóng không thể xem nhẹ. Những ngày tháng huy hoàng có thể sẽ lại thuộc về họ. Liệu đây có phải là thời điểm mà sự thay đổi của hai đội bóng thành Manchester bắt đầu định hình lại đế chế của họ hay không?